Truyện Pháp Cú số 10. Phẩm Song Yếu. Kunda Đồ Tể Mổ Heo. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Giáo pháp này Đức Đạo Sư dạy khi Ngài cư ngụ tại Veluvana, tinh xá Trúc Lâm, nhắm đến Kunda, người đồ tể mổ heo. Chuyện kể rằng trong 55 năm Kunda sống bằng nghề mổ heo để ăn hoặc bán. Nhằm lúc đói kém, ông ta đi về nông thôn với chiếc xe đầy nhóc gạo và trở về đầy ấp heo con, mua trong các làng với giá mỗi con chỉ nửa lít hoặc một lít gạo. Sau nhà ông ta có một miếng đất rào lại thành một chuồng heo, và ông ta nuôi heo với tất cả các loại cây cỏ và phân. Khi nào ông ta muốn giết heo, ông ta trói heo thật chắc chắn vào một cây cột và nện nó bằng một cây chày vuông để làm thịt nó sưng phồng lên và mềm đi, rồi banh hàm heo và lồng vào miệng nó một cái nêm nhỏ. Ông ta rót nước thật nóng từ một nồi đồng đổ xuống họng nó. Nước nóng thấm vào dạ dày heo, làm lỏng phân và tống ra ngoài hậu môn phân nóng và nước. Nếu còn một cục phân nhỏ sót lại trong bao tử heo thì nước chảy sẽ biến màu và đục. Nhưng khi bao tử heo đã sạch, nước chảy ra sẽ trong và sạch. Chỗ nước còn lại, ông ta đổ lên lưng heo và nước sẽ làm tuột da, lột lớp da đen, rồi ông ta thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn. Khi máu phun ra, ông ta hứng vào dĩa, rồi ông quay heo, bôi máu hứng được lên da, và ông ta ngồi vào bàn cùng vợ và con ăn thịt heo quay. Thịt còn lại ông ta bán. Theo cách này, ông đã sinh sống trong 55 năm, dù Đức Đạo Sư ở tinh xá bên cạnh mà không có một ngày nào Kunda cúng dường Ngài. Dù là một nắm hoa hay một muỗng cơm cũng không làm một việc công đức nào cả. Một hôm ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, ngọn lửa của đại địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Ngọn lửa A Tỳ là một cực hình có sức thiêu đốt kinh khủng, có thể phá hủy mắt người nào nhìn cách 100 dặm. Thật ra, ngọn lửa ấy được mô tả như sau: ngọn lửa luôn luôn phục liên tục vào mọi phía và đến 100 dặm. Trưởng lão Nagasena Tỳ Kheo Na Tiên đã dùng lối so sánh sau để chỉ sức nóng mãnh liệt biết bao so với ngọn lửa thường. Đại vương, hãy nghĩ xem, một khối đá to bằng một ngôi chùa đưa vào ngọn lửa địa ngục sẽ tan chảy trong chốc lát. Tuy nhiên, chúng sanh bị tái sanh ở đó vì quả báo của việc làm quá khứ, không bị chết tiêu mà cảm thấy như đang nằm trong thai mẹ. Khi cực hình của đại địa ngục A Tỳ giáng xuống đồ tể mổ heo Kunda, hành động của ông ta thay đổi tương xứng với nghiệp của quá khứ. Dù còn ở trong nhà, ông ta bắt đầu kêu ủng ỉnh như heo và bò bằng tay và đầu gối, bò ra trước nhà rồi bò đến phía sau. Những người trong gia đình áp đảo và bịt miệng ông ta, nhưng dù họ làm đủ cách, bởi không ai có thể ngăn được quả báo xảy đến cho một người do hành động quá khứ của chính người đó. Ông ta vẫn bò lui và kêu ủng ỉnh liên tục như một con heo. Bảy nhà xung quanh không ai có thể ngủ được. Thân quyến của ông ta khủng khiếp vì sợ chết, không có cách nào khác có thể ngăn ông ta đi ra
họ chặn các cửa và nhốt ông ta ở trong nhà. Xong, họ bao vây nhà và đứng canh Kunda bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày. Chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, kêu ủng ỉn và róng en ét như heo. Qua 7 ngày bò như thế, ông ta chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng en ét ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng của những con heo. Họ đi về tinh xá, ngồi một bên Đức Đạo Sư và bạch: Bạch Đức Thế Tôn, trong 7 ngày cửa nhà đồ tể Kunda đóng kín và suốt 7 ngày vẫn tiếp tục giết heo, chắc chắn ông ta định làm tiệc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu heo bị giết, và hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Thật từ trước đến giờ chúng tôi chưa thấy ai độc ác và man rợ như thế. Đức Đạo Sư nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm quá khứ của ông ta đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của đại địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu la en ét như một con heo. Hôm nay ông ta chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Khi Đức Phật nói xong, các tỳ kheo thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, đã đau khổ ở đây trong thế gian này, ông ta lại đi đến chỗ đau khổ nữa và tái sinh ở đó. Đúng thế các tỳ kheo. Đức Thế Tôn nói tiếp: Người nào sống buông lung, dù cư sĩ hay tu sĩ, đều bị đau khổ ở cả hai đời. Nói xong, Ngài đọc pháp cú: Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm.